Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường tiếp tục gửi hai cái sản phẩm. Thứ nhất là sản phẩm chữa bệnh vôi ngai thoái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm cho một chị. Chị này thì mua hộ thôi chứ không phải chị dùng. Và chị này rất là đặc biệt ở chỗ trước đây chị cũng bị thoát vị đĩa đệm, đi lại rất là khó khăn. Thậm chí có những thời điểm chị phải nhờ tới người nhà trợ giúp. Bởi vì chị kể là bị bệnh này rất là đau, đi lại rất là khó khăn. Và sau khi biết được nhà thuốc thì chị đã lấy cái sản phẩm, cụ thể là cái rượu này, uống một thời gian và đến giờ chị đã khỏi hẳn rồi. Trên thực tế là chị khỏi trước Tết cơ, ổn định rồi. Nhưng mà chị thì là ngại, không đủ tự tin để nhà thuốc xin phép và ghi hình. Bởi vì tuy là chị ở tỉnh Hà Nam nhưng mà cách nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường có khoảng 20 km thôi. Thuốc Đông y Bảo Lộc Đường thì là giáp với tỉnh Hà Nam rồi. Chỉ đi qua một cái làng khác là tới tỉnh Hà Nam. Đi qua Chợ Dầu là đến huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam rồi. Chị thì có người quen ở ở trên này, ở quê với nhà thuốc thì chị biết được và đã sử dụng. Và chị thấy cái sản phẩm rất là hiệu quả và đến nay chị mua hộ. Nghe chị nói là mua hộ ông anh chồng hay sao đấy, thì là nhà thuốc hôm nay tiếp tục gửi tới chị. Và hôm nay nhà thuốc lại gửi cái sản phẩm thuốc chữa táo bón nữa. Thì cái bạn này cũng rất là đặc biệt. Cái bạn này thì ở Tiên Lương, Cẩm Khê, ở Phú Thọ. Trước đây thì bạn cũng bị táo bón kinh niên. Và qua quá trình biết được nhà thuốc thì bạn ấy sử dụng đến, không phải đến nay mà bạn ấy cũng khỏi lâu lắm rồi. Và biết được cái sản phẩm thuốc chữa táo bón rất là giá trị. Và chị hay mua, đến giờ là hay mua để cho người thân quen. Đấy. Mỗi khi mà có người thân quen, người nhà bị bệnh là chị lại alo tới nhà thuốc. Mà đặc biệt là chị rất là tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm chữa bệnh táo bón kinh niên này. Không những cho mình mà cho những người thân nữa. Cái sản phẩm trên thực tế là có giá trị cao thì được mọi người tin tưởng và sử dụng. Trước đây thì Minh Cương có nhiều thời gian thì Minh Cương hay đi ghi hình. Đặc biệt là Minh Cương nhớ những vùng mà có những người giới thiệu cho nhau nên phần trăm khỏi rất là cao. Đặc biệt ở Hà Nội thì có khu thôn Vạn Thắng, ở xã Vạn Thắng, ở thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Minh Cương có nhớ là Minh Cương ít nhất 2 lần lên trên đấy, bởi trên đấy rất là nhiều người tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm thuốc của nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, cụ thể là cái sản phẩm chữa rượu thuốc uống chữa vôi ngai thoái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm. Hầu như trên đấy là chưa có một ai nói là không khỏi cả. Ít nhất cũng phải là đỡ nhiều cho tới khỏi. Và lần Minh Cương có lần lên trên đấy, cô Minh Cương nhớ là cô là tên là cô Lệ Thị Bạt, trước đây bị thoái hóa cột sống, đi lại khó khăn, thậm chí con còn cho ra bệnh viện để chữa, nhưng không ăn thua. Sau khi biết được nhà thuốc sử dụng cái sản phẩm giống như này và cô đã khỏi bệnh từ lâu lắm rồi. Và sau khi cô khỏi bệnh thì cô cũng giới thiệu cho rất là nhiều người ở khu vực đấy cũng dùng cái sản phẩm này. Và kết quả thì ngoài sự mong đợi. Và Minh Cương cũng có lần đến khu khu này gọi là khu xó thôn Nàng Chùa, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi này cũng là nơi khu vực có đồi núi, dân cư nói chung cũng hơi thưa. Minh Cương nhớ là có ít nhất 2 lần lên trên đấy, bởi cũng rất là nhiều người trên đấy sử dụng cái sản phẩm rượu thuốc uống này và phần trăm khỏi rất là cao, hầu như là cũng chưa thấy ai phản nói là chưa ổn cả. Mà thông thường người ta ổn định, còn nó ổn định bao nhiêu năm thì Minh Cương cũng không dám chắc. Những ai bị bệnh này cũng biết rằng bệnh này là một bệnh cũng không phải là dễ. Khi bị bệnh có thể gây đau lưng này,
tê tức mông này, chân này, thậm chí có người lặng thì khó đi lại, mà đi lại thậm chí đi vệ sinh cũng phải nhờ sự hỗ trợ của người thân. Cái bệnh này khỏi được năm nào thì hay năm đấy, khỏi được tháng nào hay tháng đấy, và khỏi được ngày nào cũng vui ngày đấy, bởi người ta không phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân bị bệnh này. Thông thường bị tê tức hai mông chân thì do thoát vị. Thoát vị thì thông thường chèn ép đều, còn thoái hóa vôi gai thì thông thường chèn ép một bên mông chân và chèn ép, cái này gọi là dây thần kinh tọa, đấy là dân gian gọi. Còn bên Tây y hiện đại thì người ta gọi là dây thần kinh đuôi ngựa, dây thần kinh hông to, bởi vì nó là cái sợi dây thần kinh to nhất trên cơ thể, nó chạy từ giống như cái này, từ thắt lưng chạy đằng sau sau chân và xuống bàn chân, thậm chí còn tê tê tức bàn chân. Ngoài ra cái bệnh này còn nó có ở trên cổ, gọi là vôi gai thoái hóa. Ngoài việc là thắt lưng, còn trên đốt sống cổ ở đây thì gây chèn ép ra tay, gây tê tay, tê vai, thậm chí đau vai tay. Nói chung đau vai tay tùy theo mức độ chèn ép. Đấy thì là cái sản phẩm này không những là chữa ở lưng, mông chân mà là có cả giá trị ở trên cổ vai gáy. Tức là uống vào nó giải phóng được cái sự chèn ép, và đồng thời là có những vị thuốc tốt cho gan. Theo đông y, gan thì chủ với gân cơ, nó giải nó làm cho thư cân, cân cơ nó thăng bằng lại với nhau. Có những vị thuốc tốt cho thận, thận thì nó làm ổn định xương, tốt cho xương. Và có những vị thuốc giải phóng cái chèn ép, và cách khác người bình thường cũng có thể uống được thuốc này, giúp cho mạnh khỏe hơn, khí huyết lưu thông hơn, và đồng thời nếu trên cơ thể có cái chèn ép gì nó cũng giải phóng được, làm cho người sảng khoái. Đấy, còn là người bị bệnh uống thì tất nhiên là tốt rồi, còn mức độ tốt thì nó cũng tùy, bởi vì có những người bị bệnh này nhiều năm nó khác, ít năm khác, có những người bị cả chục năm khác, người 5 năm khác, và có những người người ta mới bị thì chữa cũng có thể là khác nhau. Và người trẻ tuổi thì bao giờ cũng sự hấp thụ thuốc cũng tốt hơn là người có tuổi. Nó cũng còn do một số yếu tố để làm cho cái thuốc này nó có giá trị đến mức nào. Và có những người người ta hấp thụ thuốc tốt thì trong những thời gian đầu thì người ta cảm nhận được luôn. Và có những người trong tuần đầu có thể cảm thấy tê tức, có thể đau hơn, sau mới giảm dần mà đi vào trạng thái ổn định. Đấy thì nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường có một số các cái sản phẩm thì Minh Cương cũng hay nói. Thứ nhất là chữa táo bón kinh liên, bệnh này trẻ em hay mắc lắm. Trẻ em, phụ nữ sau sinh, người già và người không may mắc một cái bệnh nào đó ít đi lại cũng hay bị táo bón. Thứ hai là rượu thuốc uống chữa vôi gai thoái hóa cột sống thoát vị đi đệm. Thứ ba là chữa ho hen suyễn. Thứ bốn là chữa lở loét miệng lưỡi. Và sản phẩm thứ năm là chữa tiêu mụn trứng cá, đồng thời các cái mụn ở trên cơ thể ngoài da, và tiêu được các cái polyp trên cơ thể, giống như là polyp mật, polyp đại tràng, rồi các polyp khác trên cơ thể nó đều có giá trị. Hôm nay nhà thuốc gửi cái sản phẩm này, nói một chút về cái hai cái sản phẩm này. Nếu quý vị và các bạn tin tưởng nhà thuốc có thể gọi điện trực tiếp để được tư vấn. Số điện thoại là 0989 759 199. Nếu hỏi về bệnh tật, tốt nhất là quý vị và các bạn gọi trực tiếp cho nhà thuốc để được tư vấn cho rõ. Nhiều khi quý vị và các bạn comment nhắn tin, nhưng có những lúc tin nó nhiều nó trôi mất, Minh Cương có thể quên không nhắn lại, đâm ra lại bị nhỡ. Nên tốt nhất gọi điện trực tiếp cho nhà thuốc hoặc là vào Zalo với nhà thuốc theo số điện thoại trên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.